hậu Trịnh Kim Chi, 52 tuổi vẫn đẹp nóng bỏng, được chồng đại gia yêu chiều, tặng biệt thự, những kim cương. So với các mỹ nhân cùng thời, Trịnh Kim Chi là người đẹp có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bậc nhất. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, cô còn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Mỹ nhân không tuổi của showbiz Việt, ngoài 50 vẫn đẹp nóng bỏng. Trịnh Kim Chi theo học trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh. Năm 1992, cô xuất sắc mang về giải thưởng cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh Vân Thánh. Đây cũng chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nghệ thuật của Trịnh Kim Chi, giúp cô mang về những vai diễn để lại dấu ấn đặc biệt với khán giả như Khát vọng sống, Những tháng năm đã qua, Vòng vây tội lỗi, Viên hồng ngọc, Thời thơ ấu. Vào những năm 1990, cô là diễn viên cùng thời với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Quyền Linh, Diễm Hương, Việt Trinh. Đây được coi là thế hệ diễn viên ngôi sao, làm nên một thời đại ăn khách cho phim Việt. Trịnh Kim Chi là ai? Á hậu Việt Nam 1994, tình cũ 10 năm của Quyền Linh, ngôi sao điện ảnh, ảnh 2. Năm 1994, Trịnh Kim Chi tham gia Hoa hậu Việt Nam. Với nhan sắc và tài năng của mình, cô đã mang về ngôi vị Á hậu hai chung cuộc. Sau khi bước ra từ cuộc thi nhan sắc, Trịnh Kim Chi tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn. Ở mỗi lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu, cô đều để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Trên sân khấu kịch, người đẹp gốc Hà Thành có nhiều vai diễn ấn tượng như Loài hoa bất tử, Hạ trắng, Vụ án trộn trứng gà, Hoa hậu trăm năm. Trịnh Kim Chi cũng sở hữu gia tài phim đồ sộ gồm nhiều dự án nổi bật như Những đứa con trong thành phố, Oan gia đại chiến, Những nẻo đường phù sa, Sóng gió thương trường. Năm 2014, sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trịnh Kim Chi làm hồ sơ đề nghị xét duyệt danh hiệu nghệ sĩ ưu tú và chính thức trở thành Á hậu đầu tiên sở hữu danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu huy chương vàng liên hoan sân khấu chuyên nghiệp năm 1995, 2012, 2018 và năm 2020. Tháng 9 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019, cô tiếp tục theo đuổi con đường tri thức và tốt nghiệp khoa đạo diễn điện ảnh truyền hình trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Tiền Phong, Hồ Chí Minh. Từ một diễn viên của sân khấu kịch Hồng Vân, tháng 12 năm 2015, Trịnh Kim Chi quyết định tự thành lập sân khấu tư nhân mang tên mình, đảm nhận nhiệm vụ giúp đỡ, hỗ trợ những bạn trẻ có niềm đam mê với sân khấu. Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, cô còn đảm nhận vai trò giảng viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Đời tư Trịnh Kim Chi. Mối tình của diễn viên Trịnh Kim Chi và MC Quyền Linh. Trịnh Kim Chi từng có khoảng thời gian hơn 9 năm đồng hành cùng MC Quyền Linh. Sau này khi chia sẻ về mối lương duyên này của mình, Trịnh Kim Chi từng nói với báo chí: "Tôi cảm nhận đây là mối tình rất đẹp. Cho đến bây giờ, giữa tôi và Quyền Linh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết. Dù không còn tình yêu nhưng vẫn còn tình thương. Mỗi khi Linh có chuyện gì vẫn gọi điện cho tôi để chia sẻ. Khi tôi có chuyện gì, Linh cũng là người tôi có thể chia sẻ. Chúng tôi có mối tình 9 năm, đó là mối tình lớn, rất đẹp, lại là diễn viên nên báo chí quan tâm, có rất nhiều bài báo viết. Cuộc hôn nhân hơn 20 năm viên mãn bên ông xã doanh nhân. Được biết năm 2000 Á hậu, Trịnh Kim Chi lập gia đình, nửa kia của cô là Võ Trần Phương, một doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, đồng thời cũng là Việt Kiều ở Mỹ. Một thời gian đầu khi quyết định tiến tới hôn nhân, Trịnh Kim Chi cùng chồng sang Mỹ sinh sống. Nhưng rồi niềm đam mê nghệ thuật đã thôi thúc cô về nước, ông xã cũng vì ủng hộ sự nghiệp nghệ thuật của vợ mà theo cô trở về. Trịnh Kim Chi bị tố nhập nhằng tiền từ thiện ủng hộ thương tín. Trịnh Kim Chi là cái tên sáng trong các hoạt động thiện nguyện, hướng về những giá trị cộng đồng. Khi những thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước gặp khó khăn, cô đều sẵn sàng đứng ra quyên góp, hỗ trợ mọi người. Tháng 3 năm 2021, khi trên mạng xã hội xôn xao trước thông tin nam tài tử đình đám một thời, thương tín phải nhập viện vì đột quỵ. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều tháng liền thu nhập của ông gần như bằng không. Trước hoàn cảnh khó khăn của đàn anh, Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi hỗ trợ, giúp đỡ ông vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, số tiền quyên góp này cũng chính là nguyên nhân khiến mối quan hệ của cả hai thêm căng thẳng. Nghệ sĩ thương tín cho biết ông chỉ nhận được số tiền 130 triệu chứ không phải con số 800 triệu như những gì Trịnh Kim Chi chia sẻ trước đó.
Nam nghệ sĩ cũng lên tiếng cho biết dù Trịnh Kim Chi từng hứa dùng số tiền quyên góp được để đóng bảo hiểm cho con gái của ông nhưng lại không làm như những gì đã tuyên bố. Trước những ồn ào liên quan đến chuyện tiền từ thiện của nghệ sĩ Thương Tín, Trịnh Kim Chi đã chính thức làm rõ toàn bộ quá trình đứng ra quyên góp ủng hộ cho nam nghệ sĩ. Trên trang cá nhân, Trịnh Kim Chi nhấn mạnh tổng số tiền cô quyên góp được từ Mạnh Thường Quân là 406.756.000. Bên cạnh đó, cô cũng khẳng định ngoài khoản tiền này không nhận thêm bất kỳ số tiền nào khác. Cuối bài chia sẻ, nữ nghệ sĩ hy vọng mọi chuyện có thể kết thúc tại đây, cô không muốn công chúng dùng những lời lẽ khó nghe xúc phạm về những người liên quan. Cô vẫn dành sự tôn trọng cho nghệ sĩ Thương Tín như một người đồng nghiệp, người anh trong nghề. Ngoài tham gia đóng phim, Trịnh Kim Chi còn là một bà bầu sân khấu đình đám tại thành phố Hồ Chí Minh và là nghệ sĩ chăm chỉ làm từ thiện. Bên cạnh tài năng, Trịnh Kim Chi còn được ngưỡng mộ bởi sắc vóc đẹp mãi theo thời gian. Dù đã bước qua tuổi 50 và trải qua hai lần sinh nở, nhưng cô vẫn sở hữu body chuẩn chỉnh cùng nhan sắc trẻ trung, mặn mà. Đặc biệt, mỗi lần Trịnh Kim Chi khoe ảnh diện bikini, người hâm mộ không khỏi suýt xoa trước những đường cong nóng bỏng của người đẹp 52 tuổi. Nói về cách lưu giữ sắc đẹp trẻ trung, Trịnh Kim Chi chia sẻ cô không có bí quyết nào đặc biệt mà phần nhiều nhờ may mắn. Tôi nhìn trẻ hơn tuổi nhờ may mắn. Sự thật, tôi làm việc cả ngày, rất thiếu thời gian chăm sóc bản thân. Mỗi tối, tôi chỉ thoa đúng một lớp dưỡng ẩm rồi ngủ. Tôi mở spa mà cả năm không ghé làm đẹp một lần. Thời trẻ, tôi từng khá lo lắng vì theo nghề diễn viên có khi phải khóc cả ngày từ phim trường đến sân khấu. Tôi cũng không tập thể dục, cùng lắm chỉ đi bộ quanh nhà. Đó là lý do tôi nhấn mạnh từ may mắn khi mình trông không quá già so với tuổi thật. Á hậu Việt Nam 1994 bộc bạch, được chồng yêu chiều, tặng biệt thự, nhẫn kim cương. So với các mỹ nhân cũng thời, Trịnh Kim Chi là người đẹp có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn bậc nhất. Không chỉ sở hữu sự nghiệp thành công, cô còn tìm được người đàn ông đích thực của đời mình. Ông xã Trịnh Kim Chi là doanh nhân giàu có, kinh doanh ở lĩnh vực sản xuất nhựa. Theo chia sẻ của Á hậu, chồng cô rất tâm lý, yêu chiều vợ con và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. Trong cuộc sống gia đình, cô chưa bao giờ phải chủ động xin xỏ hay nhắc khéo chồng điều gì, mà anh luôn tự biết mang đến những điều bất ngờ, lãng mạn cho vợ. Khán giả từng nhiều lần phải trầm trồ trước những món quà đắt giá mà ông xã Trịnh Kim Chi tặng cho cô. Ví như vào năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 22 năm ngày cưới, người đẹp được chồng tặng nhẫn kim cương có giá trị ước tính lên đến 4 tỷ đồng. Hay trước đó, vào dịp Valentine năm 2019, cô cũng nhận được một chiếc nhẫn kim cương giá trị không kém. Ngoài ra, chồng đại gia còn tặng túi xách hiệu và nhiều món quà lớn khác cho Trịnh Kim Chi. Trong đó, món quà đắt đỏ nhất mà nàng Á hậu từng nhận được từ chồng là một căn biệt thự sang trọng, có diện tích khoảng 200m². Đây cũng là không gian sống của gia đình cô ở hiện tại. Chồng tôi luôn nhớ những ngày kỷ niệm để mua quà đặc biệt, khiến vợ bất ngờ. Tôi yêu anh rất nhiều, Trịnh Kim Chi hạnh phúc chia sẻ về một nửa của mình. Với người đẹp 7X, ông xã chính là điểm tựa tinh thần và là người đồng hành, ủng hộ cô hoạt động nghệ thuật. Tôi may mắn có một gia đình hạnh phúc và có ông xã yêu vợ thương con. Ngay từ khi sinh con gái thứ hai, ông xã đã lo từ ai. Bây giờ, bé Khánh Vi còn quấn ba hơn mẹ. Nếu như không gặp ông xã, tôi chưa chắc hoạt động nghệ thuật tần suất được nhiều như bây giờ. Vì khó có người nào thông cảm nghề diễn đi suốt như thế này. Chưa kể công việc của tôi nắng mưa bất chợt, lúc đi cả ngày, lúc nghỉ cả ngày. Ông xã luôn hiểu đam mê nghề nghiệp của tôi nên gánh vác và ủng hộ tinh thần trong những dự án nghệ thuật để tôi yên tâm lo cho công việc, Trịnh Kim Chi tâm sự. Trân trọng bạn đời và tổ ấm gia đình, nên dù bận bịu đến mấy, Trịnh Kim Chi vẫn luôn ưu tiên thời gian cho gia đình. Vợ chồng cô có hai con gái, cô chị cả đã vào đại học, còn cô con gái út đang học tiểu học. Nàng Á hậu rất hạnh phúc vì hai con đều ngoan ngoãn, giỏi giảng. Trong đó, con gái lớn Khánh Ngân cũng đam mê nghệ thuật giống mẹ, từng học diễn xuất và tham gia một số vở kịch. Tuy vậy, vợ chồng Trịnh Kim Chi không muốn con theo nghệ thuật hay tham gia các cuộc thi nhan sắc vì sợ con vất vả,